Xin chào anh em, vô bắn cá cho anh em, vô bắn cua ha. Video này mình chủ yếu là mình bắn con đạn tam vĩ, sau đó mình bắn cua, hoặc là mình bắn cái con boss nào to nhất ở trong phòng ha, như là con cá mèo hần sấm nè, cá hần tài nè, và rồng. Khi mà cua ra thì tập trung bắn cua nha anh em, để xem cái mức độ con cua nó trâu cỡ nào, nó sắc thép cỡ nào nha. Mình bắn đạn một bắn đạn là 10k nha anh em. Đó, cua nó ra để mình bắn khoảng tầm 20 con cua, thử con cua nó có chết không nha. À, chứ còn mà bắn đạn 500k một mơi mà cứ tập trung bắn con cua là ra đảo nha anh em, chứ không phải mình có 6-7 tỷ vàng cái mình vô mình bắn cua là ăn đâu. Anh em theo dõi xem bắn khoảng vài chục con cua trong vòng khoảng 30 phút hơn ha, xem con cua nó có chết hay không nha, cái độ trâu lì của con cua nó như thế nào nha, chứ không phải là con cua là dễ ăn đâu nha anh em. Mình vô mình bắn đạn 500k một mơi mà cứ tập trung bắn con cua, bắn cái con mèo hằng sấm, rồi bắn cái con đạn tam vĩ, rồi bắn cua bắn mèo hằng sấm, mình nghĩ là ăn. Khi mà đã chết cái con đạn tam vĩ rồi, bắn cái con mèo hằng sấm, bắn cái con cua tưởng nó chết là chưa chắc đâu nha. Để bây giờ là mình bắn cho anh em xem ha, thử cái độ lì của con cua như thế nào nha anh em. À, mình đầu tiên có đạn tam vĩ, con cá tam vĩ ra thì mình tập trung mình bắn cái con cá tam vĩ trước ha, sau đó có con cua là mình chơi đây, con cua ra đây, lại tiếp tục con cua ha. Đang đạn tam vĩ nó không chết, mình chuyển qua đạn đôi. À, cua này cũng dạng là cua ròm thôi, còn cua là cua ốm thôi, có 70 mê. 70 mê à. À, tại vì mình bắn đạn có 10k nha anh em. Chứ anh em đừng có nói là sao mà cầm 6-7 bê vàng mà vô bắn đạn 10k. Mình video này chủ yếu mình bắn con cua, xem cái độ trâu của con cua như thế nào nha, tổng hợp tất cả các con cua lại đóng băng ha, khi nào một con cua nó thoát ra khỏi ra ngoài thôi, nó biến mất rồi thôi, chứ nó vẫn còn là mình tập trung mình đóng băng mình bắn cua nha. Anh em cứ theo dõi đi xem con cua nó có chết hay không nha. Đó, tiếp tục mình bắn con đạn tam vĩ, không có con cua thì mình dí con rồng. Con rồng nó lụp vô đang dí cốc vàng chết luôn rồi. Đạn tam vĩ con rồng chết không, con cua lại xuất hiện, tiếp tục con cua mới ra cái là biến mất rồi. Tiếp tục mình lại ăn đạn tam vĩ, mình bắn con rồng nha, con rồng chết, con đại long rồi, con cá thần tài này chết không, cá thần tài chết không, đạn ba mà cá thần tài nó trơ trơ anh em, nó đi mất rồi. Rồi xem tiếp tục mình bắn cua nha, nó ra mình cũng dí cái con cá này, đạn tam vĩ nè, mình dí cái con này trước, mình sử dụng hồng tâm và 100%, mình bắt cái con cá tam vĩ nè trước ha. Đó, cá tam vĩ đôi lúc nó cũng trâu lắm nha anh em, chưa chắc là bắn đạn đâu cái bắt đầu nó chết đâu. Nó trơ, anh em thấy không, nó đi luôn rồi đó, thấy chưa, đó con cá tam vĩ nó đi luôn rồi đó, bắn đạn đâu vậy, từ trên tới dưới không chết. Rồi con mình sẽ bắn cái con mèo hằng sấm này nha, xem mèo hằng sấm chết không nha anh em. Con mèo hằng sấm nó cũng trâu bà cố bắt luôn đó, chứ không phải ở con cua ra mình bắn con cua. Đạn ba bắn con cua đóng băng lại. À, xem anh em xem ha, đạn ba đạn đâu gì cua nó chết hay không nha, cái độ lậu độ lì độ trâu của con cua như thế nào nha, xem thử con cua nó có chết không. Rồi ra đi, con cua lại ra đi, thì mình lại bắn con mèo hằng sấm.
con cua ra tiếp tục mình lại bắn con cua. Khi nào cho nó bắn mà nó chết không chết thì cho nó chui hang thì thôi, mà đóng băng lại. Khi nào nó biến chui vô hang thì thôi, chứ còn nó còn ở ngoài là mình tiếp tục mình đóng băng. Mình đóng băng, mình sử dụng đạn đôi đạn ba mình bắn ha. Có con cá tam vĩ ở ngoài thì mình bắn cá tam vĩ trước, còn không mình sử dụng đạn đôi mình bắn. Tiếp tục bắn con cua, xem con cua như thế nào ha anh em ha, xem cái độ lì độ trâu của con cua như thế nào, rồi anh em cũng rút ra bài học kinh nghiệm cho mình nha. Chứ còn đừng có say mê con cua mà cứ xả đạn, rồi bắt đầu là đạn, thậm chí là đạn một mê hai mê mà vô bắn cua ha, mà mong cho nó chết thì cũng khó nha. Mình bắn mấy chục con cua xem anh em đó là biết cái con cua nó lì cỡ nào và nó có chết. Anh em là thấy đó là bắt đầu có nên bắn cua hay không ha. Tập trung cái con cua ra, con cua ra và bắn đạn lớn hết thì ra đảo. Nếu mà cứ đạn lớn bắn con cua nó không chết thì ra đảo à. Tại nó không chết thì ra đảo thôi. Tất nhiên là hên lắm nó mới chết, nhưng mà con cua cực kỳ khó chết. Theo mình nghĩ con cua nó chết thì chỉ có 1-2% thôi, một vài phần trăm thì nó chết ha, còn lại là không chết. Lại ra đi rồi, lại chui hang này. Tiếp tục mình bắn con đạn tam vĩ nha. Bắn đạn tam vĩ rồi bắt đầu dí cái con cá hổ săn mồi. Như bạn trên bắt được con cá hổ săn mồi rồi, mình tiếp tục mình bắn cái con cá thần tài. Cá thần tài cũng đi luôn, anh em thấy không? Trâu qua chết, qua tới đó mới chết. Đạn đôi chết. Trên bắt được con mèo hàng xóm, mình tiếp tục mình dí con đạn tam vĩ. Đạn tam vĩ chết thì mình dí cái con cá thần tài này. Cá thần tài đi luôn, không chết luôn. À, anh em thấy không? Nó trâu như thế. Cá nó trâu cỡ này mà anh em bắt đạn tam vĩ, bắt được con cá tam vĩ rồi mà mấy con boss nó không chết đó thì qua. Con mèo hàng xóm, được con mèo hàng xóm anh em. Nó trâu mà anh em bắn được đạn tam vĩ mà con rồng, con là cá thần tài nó đi luôn ha, nó không chết thì tốn đạn gì lắm nha anh em. Rồi cái con không đó, mình ăn được cái con đạn tam vĩ nè, mình dí con mèo hàng xóm xem mèo hàng xóm chết không nha. Mèo hàng xóm nè, trâu ghê không, đạn ba mà nó không chết anh em. Quá chết 32 mê, mình cứ tưởng là không chết đó chứ. Mèo hàng xóm mà gặp đạn đôi, mình tiếp tục bắn đạn tam vĩ. Quất cái con tiểu long, dí luôn cái cá thần tài này xem sao. Cái con rồng vậy mà mềm hơn cá thần tài, anh em thấy không? Con cá thần tài nó trơ trơ trơ, bắn mạng ba mà nó trơ trơ đi luôn này. Rồi con cua lại xuất hiện, mình đóng băng lại, mình bắn con cua. Con cua bây giờ nó mập hơn xíu rồi, con cua là được lên 75 mê rồi. Tiếp tục bắn cua nha anh em. Anh em nào có để ý đếm thử có bao nhiêu con cua ha, mình bắn bao nhiêu con cua mà thử xem con cua nó có chết không nha anh em nha. Hay nó ra nó làm cảnh thôi, nó ra nó làm cảnh là xong, nó chui hang ha. Rồi ra làm cảnh chui hang thiệt. Tiếp tục mình ăn được cái con đạn tam vĩ, một được ba, dí theo cái con cá thần tài. Cá thần tài chui trong góc không chết luôn. Tiếp tục mình dí con rồng. Con rồng lại không chết luôn, đạn ba cũng không chết luôn. Anh em mình làm chục hay chục lần về mà cái con cua lại ra. Tiếp tục mình bắn con cua. Con cua tự nhiên là ốm rồi, còn 59 mê à. Con cua này bị ai ăn rồi? Cua này là cua ốm nè, còn cái vỏ cái xác không. Cua này cua ròm nhất nè. 50 năm mấy mê là cua ròm. Mình tiếp tục ăn đạn tam vĩ, mình dí cái con cá hổ săn mồi ha.
đó, hổ xong rồi chết không đó, rồi chết mà bạn bên đây chết đó, anh em thấy không, đạn ba không chết mà đạn hai chết, anh em thấy không đó, nó nhiều trường hợp như thế đó anh em. Mình đạn tâm vĩ mình bắn vào cái con cá hổ sông mồi đó mà cá hổ sông mồi không chết, mà người khác bắn cái đạn hai đạn một mà cá hổ sông mồi nó chết á, chứ không phải mình sử dụng đạn ba đạn hai là mình ngon đâu nha anh em. Chưa chắc. Rồi con cua lại xuất hiện, mình tiếp tục mình bắn con cua. Con cua nó mập hơn xíu rồi, con cua lúc này lên 60 mê rồi, hơn 60 mê rồi, mình quyết định đóng băng lại. À, bạn cái bên đóng băng thì mình khỏi đóng ha, đóng băng lại bắn con cua xem con cua nó chết không. Cua đóng băng rồi, con cua lại chui hang. À, còn lại có con rồng, tiếp tục mình bắn đạn tam vĩ, bắn một được ba, mình dí theo con cá hổ sân màu. Cá hổ sân màu nó trâu kìa, đó nó chạy nè, từ dưới tới trên lên tới trên đó nó cũng không chết luôn, anh em thấy không, chuyển qua con rồng, con rồng không chết luôn, trơ luôn. Con cua lại xuất hiện, bắn con cua tiếp. Con cua bây giờ nó mập hơn rồi, con cua này tới 61 mê rồi. Mình quyết định mình đóng băng lại, dùng đạn đôi và hồng tâm. Rồi con cua lại chui hang, chui hang tiếp tục mình bắn được đạn tam vĩ, mình bắn con mèo hoàng sấm xem con mèo hoàng sấm này nó trâu cỡ nào nha. Đó anh em thấy không, con mèo hoàng sấm kìa, đạn ba mà dí theo con mèo hoàng sấm nó ra đi luôn, nó quay xuống, nó lại quay xuống, nó trêu mình mà nó cũng không chết nha anh em, ngay mặt mình luôn mà nó không chết á. Anh em thấy bắn vậy là thấy lẩu chắc rồi đó anh em, bắn hay con được cái con đạn tam vĩ mà mấy con kia nó không chết, mấy con boss nó không chết là lỗ ha. Bắn được cá tam vĩ rồi, không còn con gì bắn thì mình sẽ bắn con cóc vàng, con cóc vàng cũng ra đi luôn. À, con mèo hàng sấm lại ra, mình dí theo con mèo hàng sấm, tiếp tục mình ăn được đạn tam vĩ, bắn hay con cá hàng tài, cá hàng tài không chết, chuyển qua con cá hổ sông mồi xem con cá hổ sông mồi chết không. Hết lượt đạn tam vĩ luôn, cá hổ sông mồi, cá hổ sông mồi chết không, không chết. Mình tiếp tục mình chuyển qua màn khác, mình bắn đạn tam vĩ, cá hổ sông mồi mình bắn không chết mà bạn trên chết, anh em thấy không. Ăn được cái con tiên cá vàng, tiếp tục mình dí con rồng xem con rồng này ra sao. Quay lại chia sẻ với anh em để anh em thấy cái độ trâu của cá ha. À, mình tiếp tục ăn đạn tam vĩ ha, rồi tiếp tục mình dí cái con cá hổ sông mồi nè. Cá hổ sông mồi nó đi kìa anh em, đi từ dưới tới trên mà đạn tam vĩ đó bắn ra một lần ba viên đạn trở lên. Bắt được con tiểu long, toàn là tiểu long. Rồi con cua lại xuất hiện, con cua lại xuất hiện, mình chuyển qua con cua. Con cua lúc này là 61 mê, 61 mê ha. Mình bắn đóng băng lại, mình bắn con cua nha anh em, mình xem cái độ trâu, cái độ ly lộm của con cua như thế nào ha. Quyết định mình nhả bơm luôn xem con cua nó chết không. Rồi nó không chết, nó cua hàng tiếp. Tiếp tục con cua lại xuất hiện, mình bắn con cua nha anh em, đóng băng lại bắn con cua. Con cua nó lì, bây giờ con cua nó mập hơn xíu rồi, nó ăn đạn nhiều quá, nó ăn mồi nhiều quá, bây giờ nó mập hơn xíu rồi. Con cua lên 65 mê rồi, 65-66 mê rồi. Đóng băng lại bắn con cua. Rồi con cua lại tiếp tục chui hang. Bắt đầu mình tiếp tục mình bắn con đạn tam vĩ, dí luôn con mèo hoàng sấm, xem con mèo hoàng sấm đợt này nó có trâu không, hay là ra đi nữa. Lên tới trên đó, quay xuống ngay mặt mình, ngay mặt không chết luôn, anh em thấy không, cái độ trâu. Tiếp tục mình dí con cá tam vĩ ha, cái con đạn tam vĩ này nè. Đạn tam vĩ không chết luôn, đạn đôi cá tam vĩ không chết luôn, qua con cá hổ sông mồi không chết luôn. Tiếp tục mình dí cái con cá hàng tài,
Cá hàng tài lại chui luôn. Con mèo hàng xóm lại ra. Con mèo hàng xóm không chết luôn. Mình lại tiếp tục ăn đạn tam vĩ, bắn một được ba, bắn cái con cá hổ săn mồi. Cá hổ săn mồi nó trâu kìa anh em, đó nó đi kìa, nó đi từ dưới tới trên, nó đi như thế mà không chết đấy chứ, đó chứ không phải là bắn đạn, lên tới trên kia chết, chết thì mình quơ thôi, chết cá hổ, mình cứ tưởng mình ăn được cái con phượng hoàng lửa đó, cuối cùng bạn trên ăn ha. Giờ con cua lại ra, lại xuất hiện. Tiếp tục mình đóng băng. Mình còn đang còn cá hổ săn mồi. Hổ săn mồi không chết luôn. Rồi chưa kịp đóng băng là cua đã đi rồi. Tiếp tục mình ăn đạn tam vĩ. Mình dí theo cái con mèo hàng xóm, xem mèo hàng xóm chết không. Đóng băng, bạn trên đóng băng. Mình đạn 3 mà bạn trên cứ đạn 2 bắt đầu đóng băng lại bắn luôn, anh em thấy không? Đó, đâu có sợ đạn 3 đâu. Thường chơi thấy đạn 3 bắn con đó rồi bắt đầu đạn 1, đạn 2 là không dám nhả vô con đó. Ở này bằng trên nhả luôn ha. Rồi, đóng băng lại xem. Mình cũng theo luôn cái con mèo hàng xóm này. Xem mèo hàng xóm nó có chết không nha anh em. Đó, cái đầu trâu, đầu lì của mèo hàng xóm nè. Đang trâu, đang lì hay chưa. Đóng băng 2-3 lần không chết nè. Xem cuối cùng cái con mèo hàng xóm này nó chết không. Hay là lại ra đi, lại chui hang giống con cua đây. Bắn nhả băng lại tiếp tục bắn rồi ra đi thì mình tiếp tục mình ăn con đạn tam vĩ này. Bắn cá hổ sao mồi không chết, con mèo hàng xóm lại xuất hiện, dí theo con mèo hàng xóm. Đấy, con mèo hàng xóm nó lại nó đi lại lại mà nó cũng trâu kinh khủng nha anh em, không phải là bắn nó dễ chết đâu. Con cua lại xuất hiện, mình lại tiếp tục bắn con cua. Lại bắn con cua ha. Con cua bây giờ lên 65 lần 660 rồi, nó cũng có da có thịt xíu rồi anh em. Cái cua ốm rồi có 50 thôi, cua này 6 mấy rồi, 66 rồi. Đóng băng bắn con cua xem lần này con cua nó chết hay không nha. Anh nhớ lại ra rồi làm cảnh ra đi rồi. Tiếp tục mình bắn đạn 3, bắn con cua. Ăn được cái con đạn tam vĩ rồi bắn con cua. Xem cái độ lì của con cua như thế nào anh em. Đấy, đạn 3 đó, bắn không chết, lại chui hang. Mình tiếp tục mình bắn đạn tam vĩ. Mình dí con rồng ha, con rồng phía trên kìa. Xem con rồng có chết hay không. Đó mình đang bắn đang bắn chuyển qua con rồng, chuyển qua cái con mèo hàng xóm chết không. Mèo hàng xóm ngay mặt rồi. Mèo hàng xóm ra đi, tiếp tục bắn đạn tam vĩ, dí theo con cá hổ săn mồi. Cá hổ săn mồi lại quá, ăn được rồi, ăn cá hổ săn mồi đã anh em, quất được cái con cá thần tài. Đó, làm luôn cái con đó là mình ăn được con phượng hoàng lửa, đang được hậu sông mồi cái ném bom đó. Mấy bạn chơi kiểu đó chơi vậy là nhiều người ta đóng máu lên, người ta tức, người ta nói này nói kia, nó là lý do là sao. Đó, ăn được cái hậu sông mồi cái ném bom kỳ lạ, cứ sợ là người khác ăn hết cá của mình. Mày ném bom thì đâu có đáng được nhiều vàng đâu anh em, nó gọi là chơi nhau đó chứ không phải bắn đâu. Rồi đang ăn được cái con cá phượng hoàng lửa thì mình tiếp tục mình thu thập vậy ha, bắn những cái con cá con này nè để mình thu thập vàng ha. Ăn được con phượng hoàng lửa thì thu thập vàng thôi anh em, mình vẫn tiếp tục mình giết cái con cá đạn tam vĩ nha. Xem cá tam vĩ chết không. Đặng 1 cá tam vĩ không chết. Mình tăng lên đặng đôi, cá tam vĩ lại chết. Dí con rồng này, xem con rồng này là con gì đây. Nó chết đi biết thần long hay là đại long hay là tiểu long nha anh em. Đó, chứ còn mà ăn được cái con đạn tam vĩ, bắn được cái con tiểu long. Thường là tiểu long nhiều anh em.
xem cá thần tài trên chết không, rồi cá thần tài ra đi luôn. Tiếp tục mình ăn cá tam vĩ nha, rồi mình giết con cá hổ săn mồi, xem cá hổ săn mồi này chết không. Nó lủi ngay cái họng súng của mình luôn rồi, bắn người bắt chết cóc vàng. Tiếp tục cái con mèo hoàng sấm lại xuất hiện, đạn ba mèo hoàng sấm không chết luôn. Tiếp tục sử dụng đạn đôi bắn mèo hoàng sấm, rồi tiếp tục mình bắn đạn tam vĩ, bắn đạn tam vĩ rồi không có con boss nào hết thì bắt buộc phải bắn cóc vàng thôi. À, cóc vàng nó cũng trâu, nó không chết luôn anh em, thấy không? Chứ không phải là bắn được đạn tam vĩ chứ mình bắn con boss nào con boss nó chết rồi, không có đâu, hiếm lắm, 10 lần mười mấy lần mới được con hai con thôi, chứ không phải là bắn được đạn tam vĩ là cái đầu mình bắn được cái con boss khác đâu. Tiếp tục ăn đạn tam vĩ và dí cái con rồng, dí con rồng, con rồng chết không. Đấy, con rồng nó cũng trâu, con trâu bà cố bắt luôn rồi, nó lủi vô trong góc luôn rồi, lũi ra đi rồi. Bắn được đạn tam vĩ rồi không ăn được cái con boss nào. Tiếp tục mình ăn được cá hổ săn mồi, chơi luôn cái con phượng hoàng lửa, phượng hoàng lửa mình dí luôn, quất luôn cái con đạn tam vĩ, mình dí con mèo hoàng sấm, xem mèo hoàng sấm chết không. Cái đầu trâu của con mèo hoàng sấm đâu rồi, chết không, chết không, chết không, chết không. Rồi con mèo hoàng sấm ra đi luôn anh em, mèo hoàng sấm ở đó mà nó không chết, đằng ba mà nó trơ lủi lại đi mất. Rồi tiếp tục nha anh em, mình chơi khoảng 10 mấy phút nữa xem, mình quyết định mình bắn con cua, mà con cua không xuất hiện mình ăn được cái con đạn tam vĩ rồi thì bắt buộc phải giết con rồng rồi. Xem con rồng này có trâu không nha. Rồi cua ra nổ con cua đó, đạn ba đó anh em, không nổ thì tiếp tục cái đốc băng bắn tiếp, sử dụng đạn đôi, hết đạn ba thì sử dụng đạn đôi, xem cái độ trâu của con cua như thế nào. Đó, con cua bây giờ là bao nhiêu mê thì không biết, bắn quá bắn rồi bắt đầu không thấy cái 63 mê. Có khả năng con cua kia bị bắn rồi, bị bắn chết rồi, cho nên nó thụt vàng lại anh em. Con cua thường đầu tiên là 50 mê nha anh em, cua ốm nhất là 50 mê, nếu mà bắn đạn 10k đó là cua ốm nhất 50 mê. Rồi bắn nhiều lần ha, nó ăn mồi, nó ăn đạn rồi bắt đầu nó sẽ từ từ nó mập lên. À, nó mập lên, có khi con cua bắn đạn 100k thế này, có khi con cua lên trăm mấy chục mê cũng có nha nè, trăm mấy 200 mê cũng có. À, bây giờ con cua tiếp tục, con cua xuất hiện mình lại bắn con cua ha, đóng băng lại bắn con cua, xem cái độ trâu độ lì của con cua nó như thế nào nha anh em. Này, con cua nó trâu như thế đó anh em, bắn đi đó, anh em nào nói hay vô bắn cua đi cho cua chết. Sử dụng đạn ba là hết cót rồi, sử dụng đạn đôi mà dí cái con đạn tam vĩ mà bắn con cua không chết thì hết thuốc luôn, không bằng cách nào hết anh em. Rồi tiếp tục bắn được con đạn tam vĩ, ăn luôn con cá hổ săn mồi này, mình quơ thôi, quơ quất luôn con cá, quất luôn cái con mèo hoàng sấm luôn. Yeah, rồi con cua lại xuất hiện anh em, con cua lại xuất hiện, dí con cua. Đấy, xem con cua nó độ lì của con cua kìa anh em kìa. Đó. Cua lúc này lên 63 rồi. Con cua lúc này lên 63 mê rồi anh em, nó hơi có da có thịt ha. Nó hơi mập rồi đấy, chứ không phải là ốm lắm đâu. Cua ốm nhất là 50 mê ha. Rồi từ từ nó sẽ lên. Con cua nó ăn đạn nhiều quá nên nó sẽ tiếp tục nó mập lên nha. Rồi, mình lại ăn con đạn tam vĩ. Bắn một được ba, mình tiếp tục mình dí cái con cá hổ săn mồi, mình ăn luôn cá hổ săn mồi, tiếp tục dí con rồng, xem con rồng chết không. Con rồng nó trâu ba quá, lên tới trên kia chết à, tiểu long anh em, lại tiểu long chứ không được, nên là không được thần long. Rồi tiếp tục thì mình dí cái con cua xuất hiện, con cua lúc này 63 mê.
trong đóng băng, sử dụng hồng tâm, sử dụng đạn đôi bắn con cua. Con cua nó trâu, cái độ trâu của con cua như thế nào anh em biết rồi. Cho nên mình làm cái video clip này, mình chủ yếu mình tập trung sử dụng đạn ba, đạn đôi, mình bắn con cua xem nó như thế nào nha anh em. Chứ không phải là anh em nói vô là hôm nay bắn ăn cả chục con cua, mười mấy con cua là không có đâu anh em. Bắn là có khi ngày này qua ngày khác, có khi bắn cả nửa đêm cũng bắn, nhưng mà con cua nó không chết là không chết nha anh em. Cua bây giờ nó trâu lắm, trước đây thì con cua nó rất mềm nha. Trước đây có lúc mình bắn, có khi bắn có mấy chục phút thôi, ba lần con cua xuất hiện, đều ba lần con cua chết hết. Nhưng mà dạo này con cua nó không chết nha anh em, dạo này con cua nó trâu dữ lắm. Chắc có lẽ là y cá, đội ngũ kỹ thuật viên của y cá có điều chỉnh lại cái độ trâu của con cua. Chẳng rồi, bắn con cua khó chết lắm. Điều chỉnh lại cái độ trâu rồi. Kể cả các điều chỉnh lại cái độ chết của tất cả các loại cá luôn, chứ không phải riêng về con cua nha anh em. Mình vẫn duy trì, mình bắn cái con đạn tam vĩ, sau đó mình sẽ dí luôn cái con cá hổ sông mồi này ha. Rồi con cá hổ sông mồi ra đi, mình lại bắt buộc phải bắn cái con cá hàng tài này thôi. Con hàng tài chết nha anh em. Còn lại con cóc vàng, còn lại con cóc vàng, tiếp tục con cua lại xuất hiện, mình lại bắn con cua. Con cua này nó ốm, con cua này ốm nhách luôn. Con cua này là mấy mà mới xanh hay sao đó, có 50 mê anh em thấy. Cua này là cua con nè, cua con nhất, con cua nhỏ nhất luôn, cua nhỏ nhất trong các loại cua rồi, nhỏ nhất mà cũng lại ra đi, nó cũng không chết luôn đó. Anh em thấy cái độ lì, độ trâu, độ cứng của con cua ha. Chứ không phải vô đây là cầm nó là 50B cái đầu là dí đạn mà 1M 5M vô con cua mà ăn đâu, là ra đảo đó anh em. Cứ bắn con cua là ra đảo á, nó không chết cơ mà. Mình tiếp tục mình bắn con cua. Con cua lúc này lên 51 rồi, 51 mê rồi. Đóng băng lại chơi con cua thôi. Con cua không chết thì chịu thôi, không bắn con gì hết đó. Trung con cua thôi, ai muốn bắn cái con gì bắn ha. Cho nên là mình bắn con cua, chủ yếu bắn con cua. Hôm nay video này chủ yếu là làm bắn con cua, là mình sử dụng đạn 10k thôi nha nè, 10.000, đạn 10.000 thôi, để mình xem cái độ lì, độ trâu của con cua như thế nào ha. Đó, hồi nãy giờ mình chủ yếu mà thấy cua ra bắn, không bắn cái con cá hổ sân mồi ha, rồng thì là lỗ chắc rồi anh em. Chỉ bắn cua không là lỗ chắc, nó không chết mà làm sao không lỗ. Tiếp tục mình bắn đạn tam vĩ và dí theo con tiên cá vàng. Con tiên cá vàng chết, con tiên cá vàng thứ hai chết không. Đó, con cua lại xuất hiện thì dí con cua. Con cua lại ốm rồi, con cua còn 50 mê à. Con cua còn 50 mê. Con cua trâu, mình đóng băng lại luôn. Đóng băng lại, dí con cua, xem cái đầu trâu của con cua nó như thế nào. Nó trâu. Tiếp tục mình ăn đạn tam vĩ. Bây giờ mình dí con rồng. Dí con rồng xem con rồng có chết không nha anh em. Wow, con rồng chết, nhưng mà người ta bắn chết chứ không phải mình. Đó anh em thấy không? Anh em cứ tưởng mình đạn 3 là mình ngon đấy. Đó, ở kế bên mình là bắn đạn 2 đó, con rồng mới chết đó. Mình bắn đạn 3 con rồng có chết đâu. Chứ mình không phải là bắn được cái con đạn tam vĩ cái bắt đầu làm mưa làm gió trong cái bàn này đâu, không phải đâu anh em. Tiếp tục mình bắn đạn tam vĩ và đóng băng, dí luôn cái con cá, con rồng ở trên ha. Đó, đầu lì của rồng vậy. Rồng cũng không chết luôn anh em thấy không, đạn 3 mà nó trơ như thế, nó lì như thế, nó không chết luôn anh em. Con cua lại xuất hiện thì mình bắn con cua. Con cua lại xuất hiện thì mình bắn con cua. Con cua lúc này 51 mê. À, nó mới được đầy tháng hay sao, nó cũng còn chưa có lớn lắm nha anh em. Được mấy ngày thôi chưa được đầy tháng. Cua ốm, 51, 52 mê. Đóng băng để mình bắt con cua này xem sao ha. Con cua ốm mà nó trâu ấy.
Rồi nó đi luôn rồi, lại chui hang rồi. Thì mình tiếp tục mình lại bắn con cá tam vĩ dí luôn con mèo hần sấm. Liệu con mèo hần sấm này có chết không? Liệu con mèo hần sấm này chết không? Mèo hần sấm nó trơ 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 luôn. Rồi nó nằm nó lãi nó lãi lãi nó không chết luôn anh em thấy không? Cá bây giờ nó trâu nó lì rồi. Đó, nó trâu như thế là bắn bắn đạn lớn đi. Đó, trâu như thế anh em bắn đạn lớn thì ra đảo. Ra đảo ở. Chưa? Đó nó trâu rồi. Đó. Anh em cứ kêu là suối là bắt đầu sao 6-7 tỷ vàng không dám bắn đạn 1M2M đó, vô bắn 1M2M đi. Ra đảo trai liền. Đó, nó lại nó nằm đóng băng lại rồi bắt đầu hết băng cái nó đi. Nó không chết luôn, anh em thấy không? Rồi mình bắn nó trâu, bạn cái bên đó nó trâu. Trâu thật. Ăn được cái con đạn tâm vĩ, mình bắt được con cá thần tài ha, bắt luôn cái con tiên vàng. Cá tiên vàng ha. Rồi. Mình bắt được luôn cái con bảo đạn. Con phượng hoàng lửa ha. Rồi bắn hết cái lọt này, nếu mà cá nó không chết nữa là bắt đầu thôi. Không bắn cua nữa anh em ơi. Bắn hoài nó không chết. Chúc anh em chơi y cá vui vẻ nha. Mình bắn cua như vậy thì rút ra được cái bài học kinh nghiệm cho anh em ha. Rồi xin chào anh em, chúc anh em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.